Bây giờ chúng ta sẽ cùng tập bài tập giảm mỡ bụng mà không cần dùng đến thảm nhé. Bài tập này toàn các động tác đứng đơn giản nhưng mà không kém phần hiệu quả, phù hợp với cả những người mới tập luyện. Động tác số 1, chúng ta sẽ giơ hai tay lên cao, kéo tay xuống kết hợp với nâng từng chân lên để gập phần bụng lại rồi trở về tư thế ban đầu. Động tác này rất đơn giản nên chúng ta hãy chú ý là gồng cứng cơ bụng. Khi co chân lên thì mình thở ra, hạ chân xuống thì hít vào. Số 2, mình nắm hai tay lại phía trước mặt, xoay người kết hợp với đưa tay sang phải, trở về giữa, xoay người và tay sang trái. Khi mình xoay thì nhớ là vặn cả phần bụng nữa nhé. Mình lùi chân phải về sau, chân trước trùng gối lại, giơ hai tay lên cao, thở ra kết hợp vặn người và co chân phải ra trước rồi xoay trở về tư thế ban đầu. Lặp lại động tác như vậy trong vòng 30 giây tới. Lại động tác nhưng mà đổi sang chân còn lại nha. Nhớ là khi co chân thì mình vặn hẳn người sang bên đó nhé. Đặt sau tay, nâng chân phải sang ngang và nghiêng người sang đến khi khuỷu tay chạm vào đùi. Hạ chân xuống, nâng chân ra trước kết hợp với vặn người sang sao cho khuỷu tay bên trái chạm đùi bên phải. Hạ chân xuống. Mình cứ lặp lại động tác như vậy nhá. Một cái sang ngang này, một cái vặn người và đưa ra trước. Mình cùng đổi chân nào, một cái gập eo và một cái gập bụng xoay người. Tác số 7, lùi chân trái về sau, lưng thẳng, hạ người xuống tay chạm đất rồi đứng lên thu chân về, đá mạnh chân còn lại lên cao ra phía trước. Bạn nào muốn tập nặng hơn thì ở mỗi lần mình thu chân sau về có thể kết hợp với bật nhảy rồi đá chân nha. Ta cùng đổi sang chân còn lại nào. Đừng quên là siết bụng lại trong toàn bộ quá trình tập nhé. Dồn hơi về phía bụng, phình to bụng lên và gồng cứng nó lại. Giữ luồng hơi ở trong bụng này, hít thở bằng mũi. You feel my fire, fire, fire.
số 9, bật nhảy hai chân ra và vào kết hợp với đưa hai tay lên cao sang ngang rồi đưa lên cao trên đầu. Rất dễ thôi, bạn đừng bỏ cuộc nhé. Đã mở video rồi thì phải tập hết rồi mới được nghỉ nha. Tác cuối cùng, mình giơ hai tay lên cao, khi hạ hai tay xuống thì nâng một chân lên để gập bụng lại rồi hạ xuống và đổi chân. Chú ý là chân mình luôn duỗi thẳng, không trùng gối lại nhé. Tuyệt vời, chúng ta đã hoàn thành một nửa bài tập rồi đó. Bây giờ mình cùng nhau lặp lại 10 động tác vừa rồi một lần nữa để tăng gấp đôi hiệu quả nào. Mọi người hãy nhìn lên trên màn hình để tập cùng mình. Hãy nghe nhạc để cảm thấy thật thư giãn và thoải mái khi tập. Hãy nhớ là không ai bắt ép bạn tập cả. Bạn tập là vì đam mê và yêu thích điều đó. Bạn sẽ làm được, hãy cố gắng kiên trì nhé.
it and go. Show yourself right out of my zone. Now before I lose my control. Grass is always greener, you know. So I used to stand in it for. Run back home to mama, let's go. Chúng ta đã hoàn thành bài tập này. Đừng quên tập thể dục 3 đến 5 ngày trên tuần và ăn uống lành mạnh để có cơ thể khỏe đẹp nhé. Bấm đăng ký kênh của mình ở đây để theo dõi thêm nhiều bài tập khác. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.